Cùng đến nhà hàng Giai Tuệ để thưởng xét trà chiều với mình nha. Là nhà tài trợ ẩm thực đồng hành cùng Miss Grand Việt Nam 2023 và được vinh danh top 5 thương hiệu vàng châu Á năm 2023. Ẩm thực Giai Tuệ là điểm đến thưởng chay uy tín và rất được yêu thích. Không chỉ có món chay, nhà hàng còn có cả set trà chiều dành cho hai người. Ưu đãi còn có 440k khi mua tại Hot Deal nè. Áp dụng cho cả hai chi nhánh Trường Hưng Đạo và Mai Thị Lũ luôn nha. Mọi người khi thưởng trà sẽ được chọn giữa trà sen Huế, trà quế cam, trà hoa cúc kỹ tử, trà gừng, trà xanh. Bạn nào không quen uống trà đắng thì có thể chọn trà quế cam hoặc trà mai cúc kỹ tử nha. Tụi mình không thích trà đắng nên chọn một bình trà cúc kỹ tử. Trà rất là thơm, dễ uống. Bạn nào thích hưởng vị trà hơi đắng chát thì có thể chọn sen Huế. Còn gu giống mình thì cứ trà quế cam hoặc cúc kỹ tử thẳng tiến. Trong set sẽ có 6 món finger food xinh xinh như thế này, bao gồm hiếp cuốn, phi lê táo đỏ sốt pattaya, sushi bơ xanh, cơm cháy nhà Tuệ, chả giò ngũ quả sốt kem, đậu non chiên sườn sốt phô mai. Tất cả đều là món chay được nêm nếm mùi vị. Nên khi ăn sẽ không thấy là quẻ đâu nha. Bánh ngọt ở đây theo mình vị siêu ngon. Tiramisu không quá ngọt, lớp kem béo ăn cùng với bánh bông lan sốt. Mochi kem lạnh thì dẻo, kem ngon không bị chảy. Còn chắc trái cây thì được ăn kèm với bức gừng, xoài và đu đủ. Các bài trí không gian ở chi nhánh Mai Thị Lũ nhiệm màu Phật Pháp, những bức tượng Phật tinh xảo mang đến cho mình cảm giác thư thái. Một buổi chiều mát trời cùng bạn bè đi thưởng trà thanh cảnh thì không còn gì bằng. Mọi người nhanh tay lên Hot Deal giúp đỡ ngay nha.